Ngày 31 tháng 1 năm 2020, huyện Lang Chánh long trọng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2020. Tới dự có đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Hà Văn Ca, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức viên chức các xã thị trấn, các trường học đóng trên địa bàn huyện cùng bà con nhân dân xã Tân Phúc, đơn vị được chọn triển khai phát động. Đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khai mạc buổi lễ. Trong năm 2019, huyện Lang Chánh đã hoàn thành trồng rừng trên 820 ha, vượt kế hoạch tỉnh giao, chăm sóc trên 3.500 ha rừng trồng, phục tráng 1.550 ha rừng luồng, duy trì độ che phủ rừng trên 80%, là huyện có tỷ lệ che phủ rừng cao thứ 3 trong toàn tỉnh. Năm 2020, huyện phấn đấu trồng mới và trồng lại rừng sau khai thác 1.000 ha, khoanh nuôi tái sinh trên 17.600 ha và chăm sóc bảo vệ 50.000 ha diện tích rừng hiện có. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo lễ phát động nhấn mạnh, song song với phát triển kinh tế xã hội, huyện ta cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, tăng cường trồng cây xanh, phát triển thêm độ che phủ rừng, trồng cây phân tán, góp phần xây dựng huyện ngày một phát triển. Để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu các cấp các ngành trong huyện cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức trồng cây. Phải làm sao thực sự có hiệu quả, trồng cây nào sống tốt cây đó, tránh phô trương hình thức lãng phí. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trồng cây trồng rừng đi đôi với bảo vệ rừng đến mọi tầng lớp nhân dân. Để công việc này không chỉ diễn ra trong một ngày, một năm mà phải trở thành công việc hàng ngày của các cấp các ngành, của mọi người dân. Tại buổi lễ phát động, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chính thức điểm hồi trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua trồng cây, mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây. Ngay sau buổi lễ phát động, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trong huyện và nhân dân xã Tân Phúc đã tổ chức trồng gần 100 cây sao đen trong khuôn viên sân vận động thôn Tân Tiến. Năm 2020, xã Tân Phúc được huyện chọn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ với phương châm người người trồng cây, nhà nhà trồng cây. Hàng năm, vào dịp Tết trồng cây, cán bộ và nhân dân xã cũng trồng được hàng nghìn cây như keo, lác, xoan, luồng. Theo kế hoạch, ngay sau lễ phát động này, xã Tân Phúc sẽ triển khai trồng mới trên 100 ha rừng các loại và khoanh nuôi bảo vệ trên 100 ha rừng trên toàn xã. Năm nay xã Tân Phúc thực hiện cái kế hoạch trồng cây đầu xuân canh tí đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Trên địa bàn xã Tân Phúc thì huyện giao kế hoạch trồng cây năm 2020 trồng mới là 100 ha và trồng khoanh nuôi là 110 ha. Chúng tôi đã tổ chức triển khai đến từng thôn bản và bà con nhân dân trên địa bàn thực hiện trồng cây xuân canh tí năm 2020.